Xin chào các bạn, MotionBit là một thành viên mới trong danh sách những sản phẩm từ Citron Technology. Nó là một bo mạch mở rộng cho MicroBit giúp đơn giản hóa quá trình làm việc với các động cơ DC và động cơ servo. Với MotionBit, bạn có thể dễ dàng xây dựng robot với những chuyển động phức tạp. Trong video này, chúng ta sẽ làm một xe tự hành tránh vật cản với bo mạch MicroBit. Để bắt đầu, bạn cần chuẩn bị một bo mạch MicroBit và MotionBit, 4 động cơ giảm tốc và một cảm biến siêu âm. Sau đó, hãy kết nối các thiết bị theo như sơ đồ. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào MakeCode để lập trình cho MicroBit. Đầu tiên, hãy vào cài đặt Extension và thêm bộ mở rộng cho MotionBit cũng như là của cảm biến siêu âm. Sau đó, bạn hãy thêm các khối code như trên video. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình mẫu Citron đã chuẩn bị sẵn. Lập trình xong, hãy tải chương trình lên bo mạch MicroBit. Phần cuối của dự án là vỏ xe được in 3D. Bạn có thể tải file STL và in với máy in Artillery Hornet như cách mình làm trong video, hoặc sử dụng một máy in khác. Cuối cùng, hãy lắp ráp mọi thứ lại để hoàn tất xe robot tự hành. Vậy là xe robot đã hoạt động như ý muốn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.